Phương Linh xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Hôm nay em ra vườn thăm cây dưa bở của em. Em quay cho cả nhà xem cho vui nha. Em không có kinh nghiệm trồng nhiều những loại dưa mà em chỉ trồng theo sở thích của em, đó là em mua dưa ở chợ về ăn, sau đó thì lấy hạt gieo ra vườn thế thôi, chứ không đầu tư kỹ lưỡng như làm đất, gieo hạt, ươm hạt, gieo hạt và đủ hạt như nhiều người vẫn hay làm. Thực sự thì em cũng khá lười. Đây, ra cả nhà xem cây dây dưa này có quả này này. Và những quả này cũng đã thụ được rồi này, thụ phấn rồi này. Quả khá là to, loại này là loại dưa bở nhưng mà giống dài chứ không phải giống ngắn đâu ạ. Đó, hai quả này. Như em còn thấy ở đây nữa, đây có một quả nữa, rồi bên này cũng có nữa, nó mới đang ra hoa thôi đó, khá là nhiều. Chỗ này thì có một quả này. Tình trạng quả dưa bị như thế này là bị thiếu lân và kali nha cả nhà. Khi mà quả dưa mà nó bị méo, nó méo chứ nó không tròn đẹp, không thuôn đẹp như là hình dạng của đời cây mẹ của nó, thì chúng ta phải bón đầy đủ phân cho nó nhé. Như em đây trồng tự nhiên không phân, không có các loại phân bón. Đó, cây này cũng thế. Đấy, nó bị như thế này. Quả thì mới ra như quả thì tròn trịa, nhưng khi kết quả thì nó sẽ bị như thế. Đây, quả này cũng bị như thế. Đó, cả nhà thấy không ạ? Em chỉ trồng một cái chậu nho nhỏ như này thôi, và thực sự thì không gieo hạt, không trồng, không ý định trồng, mà chỉ là ăn hạt xong rồi ăn quả xong lấy hạt, và bé nhà em nó bỏ ra đây, cho vào một cái chậu như này, rồi nó mọc lên tùm như thế này đấy ạ. Đó, chú anh chị các bạn có nhìn rõ không ạ? Quả cũng khá là xinh. Như quả này, như này thiếu lân và kali ạ. Tình trạng thiếu lân rất là rõ rệt ra quả. Thiếu các loại phân bón luôn. Để nó lên tự nhiên và em cũng để tự nhiên luôn. Em quay cho cả nhà xem, có những lúc thì em cũng làm đất kỹ càng, nhưng có những lúc thì trồng ngẫu hứng. Quả này, như này, nó to theo ngày luôn. Hôm qua thì nhìn nho nhỏ thôi, hôm nay đã to thế này rồi. Ngoài dưa bở thì em còn có dưa này, dưa lưới. Dưa này mua ở siêu thị về ăn và cũng bỏ hạt ra đây. Đây cũng là một cái chậu trồng cây cảnh thôi. Và nó đã leo lên trên này, nó tự leo đấy. Và nó kết quả như này đấy. Đây, lần này thì em để hoàn toàn tự nhiên luôn. Xem nó có thể ra quả được không. Và trên này vẫn còn khá nhiều là hoa cái. Ở đây một hoa cái này. Rồi trên chỗ này cũng hoa cái này. Ở trên này cũng có nữa này. Đó, đang khá là nhiều. Bên này nữa. Đó, cũng đều là hoa cái, nhiều hoa cái lắm ạ. Dọc cái cây này, dọc cái dây này này. Đó. Thế còn na thì cũng trồng chậu đây. Quả khá là to ạ. Đây, quả của nó phải bằng hẳn nắm tay mình luôn. Được một quả này. Đây, hai quả này. Ba quả này. Bốn quả. Bốn quả. 5 quả. Sáu quả nè. Toàn quả to đấy ạ. Đó. Bên này còn có quả này nữa. Đó. Quả vẫn đang tiếp tục to. Quả na này thì đúng ra đến bây giờ là tháng thứ 4 kể từ khi mà em
ngắt toàn bộ lá và ngọn của cây na. Video lần trước em cũng đã chia sẻ cách ngắt lá của nó rồi đấy ạ. Chúng ta cắt hết bỏ, không còn một chiếc lá nào trên cây, và nó sẽ tự đâm mầm. Những mầm này sẽ ra được rất nhiều hoa, và chúng ta phải chịu khó thụ phấn thì sẽ được nhiều quả. Như em không thụ phấn, em để nó tự nhiên thì nó chỉ được ít quả thôi ạ. Đó. Và nhiều người thì còn rất là chăm cây, đó là chịu khó bọc quả. Nhưng như em thì không bọc quả nên quả cũng không được to lắm. Từ khi mà ngắt hết lá cho đến khi mà đậu quả như thế này thì độ khoảng 3 tháng hơn ấy. Và sắp được ăn rồi. Sang tháng sau thì quả sẽ chín ạ. Em lên tiếp tầng 2 để quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây là chậu dưa lưới của em. Chậu trồng hoa hồng nhưng mà em lại cho cả dưa lưới vào em trồng. Đây nó ra được rất nhiều hoa cái. Hoa cái đây là hoa cái trên này nữa. Rất nhiều hoa cái. Bên này nó mặc cùng với rau càng cua luôn này. Đợt này là em bỏ bẵng luôn, không chăm lo được đến vườn đây. Đó. Thì nó cũng kết quả. Không cần phân bón, không cần tưới nhiều. Thi thoảng có những lúc mà em nhà cả nhà đi du lịch 2 ngày là cũng để cho nó khô cong như thế, không tưới mà nó không chết đâu. Hầu như cây dưa, các loại dưa hay bị chết úng hơn là chết do bị khô hạn. Giống như cô chú anh chị các bạn thấy có nhiều loại cây dưa, dưa lê chẳng hạn, hay dưa hấu ở ngoài đường ấy, nó mọc dại thế nhưng mà nó kết rất nhiều quả đúng không ạ? Cho nên cô chú anh chị các bạn không sợ nó chết đâu nhé. Đó, mình càng tưới vừa phải thôi, ít thôi, hơi khô một chút thì nó còn sống và nó ra được quả. Đó, đây là dưa lưới, dưa lục bảo. Em mua ở siêu thị đây. Chỗ này thì nó được quả khá to rồi và nó đã thể hiện cái vân của nó rồi. Nó đã có cái vân của quả rồi. Đó, cái loại lục bảo này. Đó, nên những ai mà yêu thích trồng dưa lưới thì có thể thử nghiệm trồng bằng cách là đầu tiên chúng ta cứ mua quả về ăn và chúng ta trồng xem nó thế nào đã nhá. Rồi chúng ta hãy mua hạt, bởi vì một gói hạt của nó cũng không rẻ đâu, nó cũng khoảng độ 7-80 nếu như hạt dưa của nó, hạt dưa đẹp đấy. Mà về gieo nếu như chưa có kinh nghiệm trồng có khi nó chết cũng phí, nên ai mà yêu thích trồng vườn, làm vườn, trồng cây thì có thể thử nghiệm bằng những cái cách này trước nhé. Em chỉ chia sẻ cái cách trồng mà không phải mua hạt giống cho mọi người thôi ạ. Chứ còn nếu mà đầu tư trồng là phải mua hạt giống kỹ càng nhé. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.